yêu nhau cho đớn đau hằn sâu trong thịt da. Có những vết thương còn để lại đời ta, giày vò theo tháng ngày, ôm ấp cuộc tình. Cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Vâng, và xin chào bác quay trở lại kênh YouTube của Bờ Audio. Trở lại kênh của em ngày hôm nay thì xin phép được giới thiệu các bác một sản phẩm mà em mới về hàng, đó là một chiếc Hackman Kairon 3770, có mã là HK3770. Thì trước đây em đã từng bán rất là nhiều những âm ly nghe xem phim rồi. Tuy nhiên là hôm nay em được về một chiếc âm ly nghe nhạc quá nhá, âm ly nghe nhạc hai kênh với có rất nhiều tính năng hay ho, và gần như là đây một dạng âm ly thích hợp có đầy đủ mọi kết nối cho các bác có thể sử dụng cũng như là trải nghiệm. Thì đây là một sản phẩm về hàng với hình thức full box, và em đánh giá nó là khoảng tầm 98 đến 99%. Chúng ta còn nguyên những cái ni lông đây, còn chưa bóc ra quá nhá, còn chưa bóc ra đây. Thì em sẽ quay cho các bác hình thức trước. Sản phẩm này với hình thức cực kỳ đẹp nhá, cực kỳ đẹp và không có một vết xước răm nào cả, rất đẹp và mới bóng. Đó, Hackman Kairon 3770. Thì full box nha, full box luôn, và có đầy đủ rất nhiều những cái công nghệ hay. Thì em sẽ quay chi tiết cho các bác xem qua cái hình thức trước khi các bác vào những cái tính năng của nó. Em sẽ review cho các bác kỹ những tính năng của nó. Ở đây thì có một cái phần ni lông các bác có thể bóc ra này. Khi mà các bác nào mua hàng thì em sẽ thể bóc ra. Một chiếc âm ly nhỏ thôi nhưng mà công suất cũng khá là lớn. Chúng ta có những cái kết nối như sau. Hàm về kèm khiển gym nhé. Bây giờ sẽ đưa cái khiển lên cho các bác xem luôn, bởi vì ở trên khiển các bác có thể quan sát được luôn. Có những kết nối như sau là chúng ta có thể chơi được TV này, CD này, rồi phono, FM, USB, Bluetooth, đường quang in, đường AUX, network, rồi V-tuner. Em nhớ không nhầm là FM của con này có thể chúng ta có thể nghe được tới 108 MHz. Đó, FM 108 MHz các bác nhé, rất là tuyệt vời. Và có một cổng USB ở đây, cổng USB ở đây để các bác có thể cắm USB, và USB con này đọc tới đuôi WMA. Con này thì được trang bị một công nghệ giải mã, chip giải mã là 24 bit trên 192kHz. Và bây giờ sẽ quay mặt sau cho các bác quan sát luôn. Kích thước của bề ngang con này nó đâu đó khoảng tầm 44 cm, sâu nó rơi vào khoảng tầm 10, chắc đâu đó khoảng tầm sâu là khoảng tầm chiều cao là 12 này, sâu khoảng tầm 30 cm nhé. Ngang 44 và chiều cao là 12 cm và sâu là khoảng tầm 33 cm. Bây giờ sẽ quay mặt sau cho các bác quan sát luôn. Một chiếc âm ly hai kênh, con này sử dụng điện là điện 220V các bác nhá. 220V luôn. Rất hay ạ. Con này em ghép với loa, cặp loa monitor kìa, cặp loa cột monitor Bro 5. Rất là tuyệt vời. Bây giờ thì các bác có thể nhìn qua cho em nhá. Ở đây chúng ta có một cái giác nguồn này, và có tới hai đường quang in. Em cắm một dây quang đây. Đây, hai đường quang in để các bác có thể nối từ trên đầu giải mã xuống, hay là TV vào. Và có thêm một đường coaxial để các bác nối các thiết bị ngoại vi vào. Thực ra là có hai đường loa, hai cặp loa bắp chuối AB 1-2 để các bác có thể đánh hai đường loa cùng lúc. Công suất mỗi một bên loa, một vế loa này là 120W nhé. Công suất mỗi một vế loa là 120W, do đó là rất là hay để các bác có thể chơi những đôi loa cột khoảng tầm 150-200W đổ lại, rất là hay. Hoặc là 170. Thì ở đây cặp loa mà em gợi ý cho bác có thể phối ghép đó là cặp loa monitor audio Bro 5 của anh. Cũng rất là hay, em đang ghép trực tiếp các bác đang nghe đây. Chúng ta có thêm một đường là đường Preout, nếu các bác muốn thêm loa sub cũng rất là hay. Có một đường là đường hạn những đường này đường line in hết, analog in để các bác có thể cắm AUX này, hay là cắm đầu CD, hay là cắm những thiết bị khác vào, rất nhiều thứ. Một đường phono, anten AM và FM. Có một điều đặc biệt là những cái âm ly tích hợp thì thường sẽ có sử dụng những cái app điều khiển. Thì ở trên Hackman Kairon 3770 cũng thế, cũng có một cái đường cổng network để các bác có thể cắm dây mạng vào. Em đã trải nghiệm rồi thì các bác sẽ có thể tham khảo qua một chút như sau. Ở đây em có một cái iPad của em thì em đã có sẵn cái đường network cho các bác có thể trải nghiệm luôn. Để em nhập mật khẩu cho nó đã. Ok, chúng ta sẽ vào cái app nó có tên là app HK Remote, tức là Hackman Kairon Remote để có sẵn đây. Đấy, bây giờ các bác chỉ cần bấm vào cái này, nó sẽ hiển thị ra luôn đây, bảng điều khiển các bác nhé. Rất nhiều chế độ, các bác hãy chọn các chế độ bằng phím rồi cài đặt, rồi nick bài to nhỏ,
Đây sẽ cho to nhỏ luôn các bác nhé. To nhỏ volume đây. Đó. Đó. Âm đi to dần đó. Các bác nghe thấy không ạ? Ok, nhỏ đi này. Đó, nhỏ đi rất là dễ thôi. Ok. Rồi set up cái thứ, nói chung là rất nhiều tính năng hay mà các bác chỉ cần chọn ở đây, chọn bài, chọn số, rồi chọn những cái đầu vào, input đầu vào TV hay là phono, FM, đài, bố thuốc digital, AUX. Nói chung là rất là tiện, bật tắt nguồn cũng trên này luôn. Đấy, nên nói chung là cái đường network này rất là hay. Cái công nghệ thiết kế ở trên những cái âm ly tích hợp như thế này rất hay, và thậm chí là Hagman thì các bác đã biết được rằng nó khá là nổi tiếng rồi. Trên thị trường bây giờ chúng ta rất là, đặc biệt là những người trẻ như thì họ rất biết đến những cái thiết bị của Hagman Cardon, như là những cái loa Bluetooth. Thì cái thiết bị âm ly này cũng là một cái sự lựa chọn rất là hay và chất âm khá là hay. Em thì em đánh giá là rất là tuyệt vời khi nghe những cái giải cao, những cái nhạc trữ tình hay là những cái nhạc mà guitar ấy, thì em đang test các bác thì rất là hay. Ok, thì bác nào mà quan tâm mua hàng có thể liên hệ em với số 0964801493 hoặc là truy cập vào fanpage của Mờm Audio Zalo thì để có thể tư vấn kỹ hơn những sản phẩm này. Đây là sản phẩm rất là hay và rất tuyệt vời để các bác có thể trải nghiệm và chúng ta không phải lo lắng về cái chất lượng, về hình thức cực kỳ đẹp các nhá. Hình thức rất đẹp. Và ngay bây giờ thì sẽ mời các bác lắng nghe đến test đánh chất âm này. Hiện tại ở đây thì em đang kết nối với lại một cái cặp loa monitor Bro 5. Công suất của cặp loa này là 150W một vế thì rất là phù hợp để đánh với lại chiếc âm ly này. Nó rất phù hợp bởi vì là nó vừa hợp công suất, vừa hợp cái trở kháng của âm ly, nó lại từ 4 đến 16 ohm nên là nó khá là dễ ghép. Đấy. Ok. Mời các bác cùng thưởng thức. Sẽ cho to cái volume lên. Đại người yêu, em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nước có lỡ duyên ta sao chẳng thành, vì em ra đi trước anh. Đại người yêu, khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh, mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm này. Làm thế nào cho em hay ta đang mong được có bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.